Tại sao qua hải quan phải sợ? Nước này họ rất là thân thiện mà, rất tự do, mình có chiếu kháng mình đi qua được thôi. Có ai ngăn cấm gì đâu, bắt bớ gì đâu sợ. À bên kia, ai đừng nói bậy. Ta cho chiếu kháng rồi đi sợ gì nữa, không? Chính phủ. À. À, sợ không được vô đây. À, hải quan bên này nè hả? Hải quan ở thiền đường hả? Bên Đài Loan sao không được vô đây? Tại sao không được vô? Mấy người đi lần đầu người ta hỏi. À hiểu rồi, sợ hả? Không, ngoài xứ này tự do lắm. Thấy không, quý vị qua đây ở 3-4 tháng mai nói gì đâu. Bở hết hết chiếu kháng rồi đi về thôi, thấy không? Họ không hỏi mình đi đâu làm gì đâu. Mà thí dụ hỏi tới đây thì đâu có sao đâu, thấy không? Ở đây chính phủ rất là tốt với sư phụ. Họ biết sư phụ làm việc tốt, không có phạm pháp gì, không có phiền phức gì. Lâu rồi, mấy chục năm rồi, hiểu không? Họ biết là quý vị tới qua tự nhiên ha. Mà không cần phải nói tới đây, nói đi chơi thôi. Thì tới đây cũng chơi thôi, đâu mà đâu nói láo đâu, tới đây đâu có làm việc gì đâu. Tới chơi thôi phải không? Đi chơi, đi thăm phong cảnh, đúng rồi, đây phong cảnh đẹp mà. Phải không? Không sợ gì đâu, ok ha. Xứ này rất là tự do, rất là tốt. Thí dụ quý vị mới bắt đầu vô cái tỉnh này đó, cái ngoài đường, cái biên giới của cái tỉnh này, hỏi thăm Thanh Hải vô thường sư ở chỗ đó, họ chỉ cho mình đi á. Tôi lạc đường hoài. Mỗi lần về phải hỏi mấy người làng, người xã, người xóm, từ từ họ chỉ hết chỗ này. Cái lần cuối cùng đi về đó, tối rồi 3-4 giờ sáng á, không, cái ông xe taxi cho địa chỉ mà cũng lộn đường hoài. Cái người làng ở ngoài bên kia đó, ông lái xe, ông dẫn mình tới đây á. Xe của ông mà xe taxi chạy theo sau. Họ đây họ tốt lắm. Trong nước thường thường nhiều người cũng biết tên sư phụ, họ không có làm khó dễ quý vị đâu ha. Thì sao đừng có sợ nha. Hết sợ rồi, không có gì sợ hết. Niệm năm câu đi thẳng. Chỉ sợ lạc đường thôi. Nhưng mà có người đến, có liên lạc viên tới đón mà. Đấy, còn sợ gì nữa ha? Ok, còn gì nữa không, hỏi gì nữa không? Thôi hả? À? Thôi sư phụ đi lên nha. Không mệt gì nhưng mà ngồi đứng ngồi hoài mắc cỡ. Quý vị cứ dòm tôi hoài không biết làm gì hết. Thí dụ quý vị đứng đây ai dòm hoài chịu nổi không? À mắc cỡ gì? Không? Thôi. Rồi, cảm ơn nha quý vị. Tiếp tục ngồi thiền nha. Không có đủ đâu, biết rồi dòm không đủ vậy, dòm hình, hòm hình. À, dòm video. Ví dụ tôi không có là thôi đi.